Blackpink danh dự nhận huân chương xuất sắc nhất do Quốc vương Anh trao tặng. Vào ngày 22 vừa qua, vua Charles III đã trao tặng huân chương xuất sắc nhất của Đế quốc Anh, MBE, cho các thành viên của Blackpink tại sự kiện khuyến khích các nghệ sĩ văn hóa được tổ chức tại cung điện Buckingham. Blackpink đã nhận được huy chương này cho những đóng góp của họ trong việc nâng cao nhận thức của công dân toàn cầu về nhu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu khi làm đại sứ quan hệ công chúng cho hội nghị lần thứ 26 của các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu do Vương quốc Anh chủ trì vào năm 2021. Huân chương này được trao cho những người có những đóng góp ý nghĩa cho xã hội Anh hoặc đạt được những thành tựu nổi bật trong nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa nghệ thuật, khoa học và thể thao. Huân chương của Đế quốc Anh được chia thành 5 cấp độ và MBE mà Blackpink nhận được là cấp 5, cấp độ thấp nhất. The Beatles là nhóm nhạc đầu tiên nhận được MBE vào năm 1965 và Adele đã nhận được huy chương này vào tháng 6 năm 2013. Buổi lễ trao huy chương cũng có sự tham gia của Tổng thống Eon và đệ nhất phu nhân Kim Kun-hee. Tổng thống Eon cho biết ông rất ấn tượng khi Blackpink đã làm việc chăm chỉ để thúc đẩy quảng bá chương trình nghị sự toàn cầu về biến đổi khí hậu với tư cách là đại sứ quan hệ công chúng cho mục tiêu phát triển bền vững và COP26 trên toàn thế giới. Ông cũng hy vọng rằng Blackpink sẽ tiếp tục thực hiện những hoạt động tốt đẹp như vậy để đóng vai trò lớn trong việc nâng cao lợi ích quốc gia trong tương lai. Cũng vào ngày này, một ban nhạc quân đội đã biểu diễn lên khúc Zuzuzuzu của Blackpink và Gangnam Style của PC trong buổi lễ đổi gác bên ngoài cung điện Buckingham. Tưởng chừng là một tin tốt cho cổ phiếu YG và giới đầu tư chứng khoán, tuy nhiên tin này lại khiến anh em dân cư mận Hàn Quốc dậy sóng với hai hướng bình luận trái chiều xoay quanh các cô gái hường đen, đặc biệt là Lisa sau đêm diễn gây tranh cãi tại câu lạc bộ thoát y. Cùng xem qua một vài bình luận sau đây. Huân chương của anh hả? Huân chương của anh thì ai cũng cho được ạ? Qua 34.000 tỷ cho huân chương. Aigo, xinh thật đấy, nhìn như công chúa vậy. The Beatles, Adele thì có thể được nhưng mà Blackpink thì tại sao cũng được vậy? Thậm chí còn không nhận được giải thưởng trong nước cơ mà. Nước mình mãi đỉnh. Có thể phong sát Lisa không? Hình ảnh của nhóm bị cô ta làm mất sạch khi tham gia trình diễn tại hộp đêm thoát y rồi còn đâu. Đuổi cô ấy đi. Tôi đã đến Anh du lịch vào năm 1980 và lúc đó họ không biết gì về Hàn Quốc và hỏi tôi có phải người Trung Quốc hay là người Nhật Bản, nhưng bây giờ tôi thấy thế giới đang thay đổi, đất nước của chúng ta nó nhỏ và không giàu tài nguyên. Tuy nhiên tôi rất tự hào vì là người dân của Hàn Quốc. Hàn Quốc quyết định đầu tư vào Anh 34.000 tỷ won, nỗ lực trong việc khắc phục biến đổi khí hậu toàn cầu, nhưng mà nỗ lực như thế nào thì lại không biết. Rose nhìn sang trọng nhất nha, YG chắc sẽ được bán vào thị trường Anh. Hủy hợp tác với những doanh nghiệp giải trí trong trường hợp giao bán sang thị trường nước ngoài. Gửi Tổng thống Eon, ngài đến Anh và hứa sẽ đầu tư 34.000 tỷ. Thay vì nhận đầu tư, ngài nói rằng sẽ đến và trao 34.000 tỷ won cho Anh. Nên theo quan điểm của người Anh thì đây xứng đáng được nhận huân chương rồi, ha ha ha. Tôi thả trao nó cho Son Jung-min còn hơn. Tôi cảm nhận được sự uy tín của nước Đại Hàn Dân Quốc rồi đấy. Cảm ơn Blackpink nhé. Ở đây chỉ viết về Blackpink thôi, mà sao lại đem những người không liên quan vào bình luận vậy nhỉ? Không phải nói cô gái người Thái kia sẽ rời nhóm sao? Sao bây giờ vẫn còn dính chặt ở đây vậy? Wow, thật tự hào quá đi. Blackpink nhận được cả huân chương mà cả BTS cũng chưa đạt được. Blackpink đã trở thành niềm tự hào của Hàn Quốc. Ai mặc trang phục nhìn xinh thế kia? Ừ, đúng rồi, là Lisa xinh đẹp đó. Đầu tư vào cổ phần YG thôi, ha ha ha. Follow kênh để cập nhật những thông tin mới nhất về đầu tư chứng khoán Hàn Quốc.